lý do tại sao phải chia thực hiện bộ phim này mà đã có cách đây 5 năm. Thực sự ra đến thời điểm bây giờ Khánh Chi mới có tiền à. Từ khi lấy chồng Khánh Chi mới giàu lên, nên Khánh Chi đã thực sự cũng là có duyên. Ngay lúc mà làm xong bộ phim này thì Khánh Chi cũng có con. Mà lúc ấy quen thực sự ra là khó khăn lắm. Tức là không có gì luôn chứ sao? À giúp mình một lơm mà đi em không nghe. Chỉ có mình nửa phần trên thôi. Là quay quay cái đó mặt mà quay nửa phần trên là nửa phần trên không mặc gì luôn. Thì đúng cái mặt người ta quay cái đó không mặc gì đâu. Nhưng mà mình đứng sau lưng thì mình đọc chính cái sau lưng thôi. À tức là nửa phần trên là cũng không mặc gì. Rồi lúc ở trong á là mình che áo. Khi lúc quay ra mình kéo ra. Xong rồi chỉ là cứ gặp tai nạn. Nói chung mà thật sự quay cho nó rất là hơn là quay đúng một lần là dính sổ. Năm ra là rất là mừng. Sao không cho ông chạy ông xã đi theo? Sao cho trời ơi. Không, cái kịch bản ngày đầu cũng đưa ra có những cái tình huống gì để cho xem bộ phim nó có sự hấp dẫn hơn. Chứ thật sự quay cái đó cũng hơn là có một sườn. Và phim này chị quay cái cảnh mà bán quả thân như vậy là chị có sự khác gì? Thật sự ra chồng Khánh Chi khó thì rất khó. Nhưng mà nói về công việc ấy, là chồng Khánh Chi rất ủng hộ. Mặc dù biết là ví dụ ổng không thích nhưng mà ổng vẫn ok. Tại vì đây là công việc. Ổng có nói với chị làm không thích nhưng mà ổng nói là thôi đi làm đi. Không nói không thích mà cũng không nói làm đi mà tự nhiên cái gì đâu có kể nè. Chị có sợ là phải giấu luôn hả? Giấu luôn bây giờ tao mới biết à. Tại vì mình không muốn cho cái câu chuyện nó quan trọng vấn đề. Nếu mình xin quan trọng vấn đề là những cái ổng là không chịu. Vậy là tao đang mình cho nó cái bình thường, nó sẽ bình thường. Và khi mà nó xong chuyện rồi mà chịu không chịu nó ra thành phẩm. Mình bước lên sao hoa. Mình mơ ước một cái điều khó khăn nhất mà bây giờ mình làm được. Mình mơ ước mình có con. Nó quá khó khăn mình cũng có thể làm được. Thì làm sao mình cũng chia sẻ những cái hạnh phúc đó với tất cả mọi người. Thì Khánh Chi mới quyết định là mỗi năm Khánh Chi làm với cái sức của Khánh Chi có khả năng bao nhiêu, Khánh Chi làm bao nhiêu. Khánh Chi sẽ chọn 10 cặp trong cộng đồng LGBT, đặc biệt là trong cộng đồng LGBT. Nhưng con gái hay con trai Khánh Chi vẫn lựa chọn. Vì Khánh Chi muốn tất cả là bình đẳng, bình đẳng yêu thương nhau. Khánh Chi muốn phân biệt. Khánh Chi sẽ chọn 10 cặp tài trợ 100%. Mỗi năm làm lễ cưới một lần cho 10 cặp đó. Tài trợ hết tất cả mọi thứ chi phí Khánh Chi lo hết. Khánh Chi muốn tất cả những chị em trong cộng đồng LGBT, những người chuyển giới như Khánh Chi được hạnh phúc và bước lên sao hoa như Khánh Chi. Đặc biệt nữa là khi Khánh Chi chia sẻ cái dự án này với ba mẹ Khánh Chi là ba mẹ chồng Khánh Chi thì ba mẹ rất là ủng hộ. Điều mà Khánh Chi hạnh phúc nhất đó là được ba mẹ hai bên rất ủng hộ dự án này.